Mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Giọng ca và trái tim vàng của tác giả Nguyễn Tuân, viết tặng cháu Hoàng Hồng xứ Nghệ. Có giọng ca vàng không chuyên, đã thi giải nhất thành công tại Nhà hát chèo Việt Nam. Giọng ca tiếng hát nhẹ nhàng, cháu Hồng xứ Nghệ lại càng xinh tươi. Ngâm thơ tiếng hát nụ cười, cháu bán sản phẩm là người nết na. Quảng cáo cháu rất thật thà, tinh thần của cháu rất là chăm ngoan. Luôn luôn chăm sóc chu toàn, dạy con chăm học chăm làm nết. Luôn ca tiếng hát trong nhà, phát trên Facebook rất là vui tươi. Niềm vui mang đến mọi người, thu hoạch thành quả nụ cười hôm dòng ca. Cháu được thu hay, đi thi toàn quốc được ngay giải vàng. Ca sĩ toàn quốc ngỡ ngàng, cháu Hồng xứ Nghệ dòng vàng hát ca. Xứ Nghệ cháu ở rất xa, luôn luôn ca hát thật là xứng danh. Niềm vui về huyền Yên Thành, cháu Hồng xứng đáng mang danh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.